cả nhà. Nay mấy chú cháu cũng làm cái chòi cũng hoàn thành rồi mới, thì nay cũng có ăn mừng rồi mới, cũng mời cả nhà vô tham quan chòi ha. Trước mắt cả nhà đang thấy là cái không gian bếp nha cả nhà. Bếp thì mình có được một cái chõng tre. Cái chõng tre này cậu Chính đóng phải không cậu Chính? Không có. Mua. Cái chõng này thì mình đặt mua nha cả nhà. Người ta bán giá là khoảng chừng 1.700.000-1.800.000 cái. Cái chõng tre này thì để ví dụ như có tiệc sinh nhật của chú Hai thì mình sẽ dằn mâm trên này. Mình dằn gỗ hoặc là ví dụ anh xui anh xỉn cho nên để nằm cũng được. Đủ chõng. Thẳng qua bên kia thì mình có được hai cái bếp. Hai cái bếp này để giờ nấu, mình nấu đồ ăn đồ ra mình ăn. Dạ. Nhưng mà ví dụ mình nấu không được mình cứ thêm vợ nữa ở đây nấu. Còn cái kệ trên đây thì mình có đựng gia vị, đường, bột ngọt, nêm, muối. Mình thấy cái bàn bếp thì ở dưới là mình có được một cái không gian để mà mình để củi. Còn cái cửa sổ này thì theo mấy chú mấy anh nói mấy cậu nói thì mình làm cái kiểu này gọi là cái mặt cáo, theo kiểu hồi xưa người ta nói ha. Đúng rồi, hồi xưa là người ta kêu bằng mặt cáo. Dạ. Đó, cái chỗ mà đặt hai cái bếp thì mình sẽ làm cái không gian cho nó rộng ra, cho nó sáng. Còn ở trên đây thì mình chỉ chừa một ô thôi, một ô chạy dài qua. Dạ. Nếu mà mình làm bự như vậy thì có khi mưa cũng tạt nhưng mà cũng ít lắm ha. Mưa mấy hướng này tại có cây nè, nó cũng đỡ bạc vô. Dạ. Đóng cái này không còn trứng, đóng cái này không còn 4-5 lít rượu luôn. Gỗ này là chủ yếu là gỗ tre nha cả nhà. Dàn cái dàn chén này mình đi ra chợ mua dễ gì có. Dạ. Đem mới bán ai mua đóng quá. Còn cái phần gạch lót ở dưới đây á là mình sử dụng gạch cái kiểu giống như gạch Tàu hồi xưa nhưng mà bây giờ là gạch mới rồi. Nó đẹp hơn. Đẹp. Dạ. Đẹp, ở trong đây thì mình lót xéo nha cả nhà, em Phước lót xéo. Còn ngoài đây thì mình lót ngang. Ngoài đây thì mình sử dụng gạch có mấy cái đường viền như vậy để cho chống chợt. Này gạch nám. Dạ. Còn phía ngoài thì cái sàn nước. Sàn nước thì có một cái kiệu để mà chứa nước, phòng trường hợp mà cúp nước. Chỗ này đã không là cái cửa nhà, thí dụ ghét ông nào là không cho vô là phá lại. Đó. Đâu. Ví dụ như ngồi đủ bàn khóa lại ha, ai muốn về cũng khó. Đủ bàn ông Năm vô trễ thì thôi xui ở ngoài đi. À. Mấy cái này là để mình ngồi trên đây này, cũng như mình mần mồi chưa chín cái mình lên mình ngồi vậy đó ha, ngồi đợi ha. Cái xỉn rượu đừng lên đây ngồi té chết à. Cái này gọi là cái song ly này thì cậu Chính thiết kế để mà mình ngồi được luôn. Dán ở dưới này là mình bào cho nó láng nha cả nhà, xong rồi mình sơn dầu điều rồi sơn bóng lên. Dán mình vào nó bóng rồi cái là mình thổi dầu điều lên nó mới bóng dán được. Bây giờ nhìn thấy cái nào cái nấy nó bóng ngời ha. Chỉ có cái phần những cái cây xiên với lại cây đòn tay ở trên là mình không có sơn nha cả nhà. Khúc dưới thì mình sơn dầu điều với lại dầu bóng thôi. Hoàn toàn cái chòi này với cái chòi trong bếp thì do những cái bàn tay của mấy cậu mấy chú làm hết, chứ mình không có thuê mướn ai hết. Này tay ngang không à, không có thợ thầy cả nhà đừng chê nha. Ớt này giờ mình bằng lông cái mình mổ bụng mình nướng. Dạ. Vậy là bữa nay mình có tổng cộng là 4 món ha. Ớt nướng rồi cá tai tượng chiên xù chấm mắm me. Rồi thịt thỏ xào lăn. Thỏ này thì mình có được 2 con đã chặt ra rồi nha cả nhà. Ngoài ra thì mình còn có gỏi củ hủ dừa tôm thịt. Em Trường với Mũ đang làm. Người ta hỏi sao mà cái con ếch không có lông mà kêu bằng lông à, tại vì sao là con ếch là mình phải không có lông thiệt nhưng mà mình ấy là mình bằng là để da. Dạ. Để da là kêu bằng lông, cái tuột hết nhất. Bữa hổm thì mình cũng có dời cá dồ từ cái dèo bên kia qua đây, nhưng mà cô Út cũng vừa thả xuống bao nhiêu cá cô? Ở đây khoảng 30 con cá dồ đém nữa. Dạ. Dồ đém một con trung bình nhiêu ký? 2 kg. Dạ. Cỡ đó là ăn được rồi ha. Cỡ đó ăn được ngon lắm, cá dồ đém ăn rất béo. Dạ. Bữa hổm thì cá nhà với kết hợp kem cá mua nữa cho nó hơi nhiều một tí. Dạ. Cá này buổi chiều nó dạng không, hình như con đó con dồ đém. Dồ đém. Cái này là cũng như mình hon chứ không phải mình xào lăn. Hon thì phải có chao, tương. Còn xào lăn thì không có, tương hột, sa tế, rồi nước dừa tươi. Dừa. Thì 1 kg thì hủ. Trong thời gian mọi người đang chuẩn bị món ăn thì bây giờ cậu chính cổ sẽ đi đốn củ hú dừa. Củ hú dừa mình ăn thì mình đốn liền, mình ăn nó mới ngọt mới ngon được. Còn ví dụ như mà đốn để 1-2 ngày nó sẽ lạc, không ngon. Bên kia là nhà của cậu chính rồi cả nhà. Cây này hả cô? Vừa ăn luôn á. Cái này nó ấy xuống nó mọc á. Con thấy cũ có sầu riêng kìa. Có. Trời, nãy giờ không thấy luôn đó. Cây sầu riêng này được mười mấy cái. Cái này là sầu riêng sầu riêng này ghi 6. Ghi 6 hả? À. Trái này là cũng gần già rồi nè. Đúng rồi. Cái dây nó nở bự. À, được 2 cây. Chôm chôm cũng được 2 cây. Dạ. Măng cục cũng có trái luôn á. Này trồng để ăn chứ đâu bán gì hả? Trồng để ăn thôi, cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ. Có này có kia, để cắt đây. Ừ, có gì nữa. Bây giờ có máy cưa thì tiện nha cả nhà. Hồi trước thì ông bà mình hay dùng búa với dao để chặt không. Nhiều khi đốn cây cũng vừa cả buổi trời vậy đó. Chưa nó còn dưới nữa. Vô hay gì? Chút lên lọc cho nó gần tới luôn đi, tới luôn. Con dừa này là vừa ăn luôn hang chứ. Ừ. Chứ bự quá thì không hết. Không hết. Có nhiều khi ngoài chợ bán củ dừa nhưng mà thỉnh thoảng thôi, chứ bình thường thì không thấy. Nếu mà một cái củ hủ dừa như vậy á, ở trong vườn chặt xong lái lợi thu là khoảng chừng 50.000 một cái. Quá rẻ luôn. À. Ngon nè. Rồi cậu còn được mấy cây dừa giống vậy? Dừa để ăn hả? Dừa để làm ăn cũng hủ vậy nè. Ở bên vườn bển thì có, bên vườn bển cũng định phá ra. Dạ. Cũng nhiều. Củ hủ dừa hơi cao cao một tí nha, mà củ hủ dừa này bự lắm. Ở bên vườn thì củ hủ dừa bự. Ngon. Trời ơi, đã ha. Thử biết nó ngọt không? Ồ, ngọt lắm á. Giòn. Non quá non luôn. đốt liền ăn ngọt lắm nè. Dạ. Cả nhà thấy được là ở phía trước thì mợ Út với cô Út cũng có trồng được một mớ rau thơm. Mình thấy là rau húng lủi nè, rau đắng. Cái này nữa nó nhảy ra nhiều lắm. Còn bên đây thì mình có rau găm, rồi rau ôm, rau má. Để mình thử cái nồi xào cho săn cái thấm cục thịt mà nó chế nước dừa vô. Cậu Tư sẽ làm cho con cá nó thiệt là khô ráo để mình để vô chảo dầu mình chiên. Nước được rồi đó. Nếu mà còn nước thì để vô nó văng. Nước ai nước được rồi. Ớt nước được rồi đó. Lát quét nước làm sao? Có ớt gì trong trong ớt chưa ạ? Ủa vậy là ớt ướp gì? Nước mắm. Nước mắm hả? Nhưng mà nãy con tưởng nước mọi chứ. Không, con ớt nước mắm nướng đỡ thơm. Dạ. Để cái lưng xuống nha, đừng có ốp cái bụng xuống nha. Nướng cái đầu cái lát, đừng lịnh cái nấu cái mình bỏ vô nước là mình trộn lại. Này mình sẽ nấu cho nó sệt sệt ha, rồi mình chấm với bánh mì. Hôm nay thiết kế 4 món để uống bia, cho nên là không có lẩu. Đúng rồi, mình uống bia mình làm món khô. Tính ít bữa nó chú Hai mở quán bán thịt thỏ nè, nấu đồ nhậu á, người ta không nấu điện bằng mình lại. Nếu mà thịt thỏ ăn ngon thì nó phải mình làm sao cho nó hơi dai dai, chứ cái bản chất của miếng thịt thỏ nó mềm lắm. Cái hồi đó là người ta mừng thỏ người ta treo lên, không phải là người ta ấy con thỏ đập, nhưng mà là bây giờ là không có. Bây giờ là con mần rồi là con nặng chanh vô, con bóp chanh cái là dai liền. Khỏi cần bóp miếng chanh vô rồi mình xả nước ha. Đúng rồi. Chú Sáu cảm nhận cái đi xuống đây thấy cái chòi mấy cậu con rất sao? Quá đẹp mà quá mát luôn nữa. Dạ. Cái này là cái chòi này ngồi đây nhậu đúng sắc luôn. Kiểu này nhậu từ sáng tới chiều được không? Quá thoải mát luôn. Nếu mà nhậu tới tối cũng được luôn, tại vì gắn mấy cái bóng đèn trên hết rồi. Đèn quạt có sẵn. Ở dưới anh Út có nuôi cá rồi, nhậu luôn rồi biết nào sai anh Út biết nào sai. Thiếu hồi là câu cá lên luôn. Mua thêm mới cá chép màu. Cá chép màu hả? Nhưng mà nó sống chung cá dồ được không? Được. Cái chép màu bự á, mình mua bự á. Dạ. Cho nó nổi, cho nó đẹp. Dạ. Vừa lắm rồi đó. Ổng mua nắm lẩu ha. Giờ bè này mau chín lắm nè. Chút xíu là lụm rồi. Cho cái đuôi nó chín nha. Chút nữa ăn cái đuôi còn sóc nhăn đó. Kéo cái này lên chút. Dở bợ cái đầu chú Hai. Cái đầu cho đậu lên chút ha. Rồi. Này chịu khó mình tưới cái đuôi hồi nó chín rồi ha. Ngát chín hả? Chín gì? Mùa này ớt nhìn nó già hết anh Quỳnh. Cỡ tháng 3, tháng 4 là nó mưa xuống á. Tháng 4 mình nè, năm nay mưa trễ. Nó chưa hậu. Dạ. Tới gớt xuống cây mưa, hai cây mưa già hay là bắt đầu ban đêm ha là nó kêu ha, người ta đi bắt giữ luôn. Nãy giờ làm tất cả các món thì mình chỉ cái món này là ngửi được cái mùi thơm nức nè. Món này chắc nửa con làm được lon bia đó. Nửa con lon hả? Thấy mặn hay gì vậy? Quá mặn. Ý mà nãy anh Hoàng anh sợ mặn anh mới cắt ra làm hai á, chứ bình thường người ta nướng ếch là người ta để nguyên con. Bây giờ một lát cái mình nướng ra cái mình cắt ra vụ nè, khúc gì nè, uống hùng nửa đi, người ta ăn cục nó cũng đỡ. Coi chừng lọt dưới nha anh em. Để trộn gỏi thì mình sẽ sắc mỏng mỏng như vậy thôi để cho nó thấm gia vị. Cái nước này là một nước này là chanh, còn này là út nước trắng, út rửa cho nó bớt da mũ nó đục đục nè, dạ, vàng nè, rồi mới lụm qua đây cho nó trắng. Cũng giống như là mình làm gỏi chuối cây ha chú ha. Nó gãy chứ không phải tại mình làm dở. Mấy cái khúc mà già vậy nè, cái mình nấu canh với giò heo mà phải cắt bự ra nha, cũng ngon lắm. Cái món cá Tây Tượng chiên xù mà muốn ngon là nhờ nước chấm. Bây giờ chăm sự là nhờ cậu Chính đó. Chắc ngon hả? Vậy là nãy đừng có chiên cho vàng quá. Chính cá. Vàng nó giòn chứ. Em Phước thì sẽ sắc tỏi ra mỏng mỏng như vậy để mà út trộn gỏi. Em xin nghỉ được mấy ngày Phước? Dạ, em xin nghỉ được 2 ngày. Bữa nay với ngày mai? Dạ. Bữa nay thì đi ăn tiệc ở đây, còn ngày mai thì ở nhà chơi với vợ. Dạ. Có cái lượt không? Dạ không, bây giờ mình để hột mình ăn cũng được mà cậu Chính. Để luôn ha? Dạ. Xong rồi anh sắp. Cái này đậu phong này để vô cái gì bác hai cho con miếng hành tây bác hai hay cái dĩa. Trong thời gian chờ mốt chụm gỏi thì cả nhà thấy là mấy chú mấy cậu đang ngồi trên sông Ly. Công nhận cậu Chính thiết kế này là đúng luôn. Có chú Hai ngồi dưới. Hai ngồi trên đó đâu có mọi người dưới đây mới có ngồi đâu. Tính ra là mình làm hoàn tất cái chòi mà sơn xong á, hoàn tất luôn đó, hoàn thiện luôn thì khoảng chừng 8 ngày hả cậu Chính? Ở coi đó. Dạ. Do thời gian là mình nghỉ giữa chừng đó. Nhiều khi mình đang làm, ví dụ như mấy cậu có công việc làm vườn á, cho nên là mình nghỉ được 2-3 ngày gì đó. Dạ. Mới làm đến 1 giờ hỏi chuyện mồi gì cưa, còn có chút xíu vậy nó không cưa nữa đó, anh để nó vậy hoài hỏi mồi gì ngon nó mới cưa. Mà sao chú Hai thấy là mình làm cái chòi này vui không? Vui. Tổng thiệt hại là bao nhiêu lít rượu nhớ không? Bộn mà, mấy chục à. Còn nhớ là 2 can đó, 1 can là 50 lít đó. Làm có 8 ngày mà 2 can rượu. Được cái là ở đây là người ta bán rượu gạo kéo tại lò đó, cho nên là mình uống không có ảnh hưởng gì nhiều. Ở đây uống rượu là bao la, tại vì cái lò rượu kế bên, yeah, cho nên ra là có liền rượu người ta kéo mình sẽ biết cái nguồn gốc, kéo bằng rượu gạo. Yeah. Rượu đây uống giống như là nước khổ qua hầm hả chú Hai? Gán nhậu đi chợ biết hết xác lá này không có còn. Một xác lá vậy là trung bình là mấy năm cậu Chính? Cái này xác lá là khoảng 5 năm. 4 năm. Hy vọng là mình thay cái đợt xác lá tiếp theo là mọi người sẽ còn đông đủ ha. Tới chừng nữa anh Năm lên nộp đồng bằng á. Tại đó chú Năm là lớn tuổi rồi nha, không biết lên nổi không ạ? À? 4 năm nữa, 5 năm nữa được rồi. cá này là cá 5 là tiền á. Vậy mà. Vậy nữa mất thằng giáo lên nữa. Không, tôi tính 4 năm mà con xui đúng nổi không á. Chú nào không nói gì nghe ghê quá. 5 năm không có mặt tôi rồi. 5 năm tôi leo là không nổi hay gì nữa. À, ý là tới đó là leo là không nổi chứ không phải là gì. 5 năm mà leo là không nổi gì không có mặt. Mình nói là gỏi củ hủ dừa tôm thịt nhưng mà cũng có một chút xíu củ cải đỏ ha, để cho nó có màu đẹp đẹp. Món này giống đại đám cưới không? Ở dưới quê mình thì hay có kiểu là đám cưới để gỏi củ hủ dừa tôm thịt hoặc là gỏi ngó sen tôm thịt, nhưng mà theo con thì con lại thích ăn củ hủ dừa hơn tại vì nó ngọt. Rồi hôm nay cũng có làm cái chòi xong rồi, cũng mời ông anh cũng tài trợ cho chút quà buổi nhậu bữa nay, và cũng mời cả nhà đương xương mấy chú cháu mấy anh em ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Xin mời cả nhà. 1, 2, 3 vô. Này là phải bếp ga lên cho nóng nha. Vừa ăn không chú Hai? Dài. Gì vừa chứ đâu có dài. Vừa chứ không có dài. Cho cái dĩa nó qua dĩa cái gì vậy bé? Ăn thợ nướng ớt này ngon quá. Bỏ vào lại gì ha? Bớt về là cái nóng quá chuyện gì? Được không cô? Nấu vừa ăn luôn. Nè căn lạnh này mình tự rửa lau nha chứ không ai lau nha. Nãy là không có để muối nước mắm gì đâu, ướp ba đồ ướp không á. Vừa luôn. Em sợ hơi mặn nhưng mà con cái là tại nấu quen chuyên nghiệp. Vô. Chú Sáu rồi bác Hai rồi chú Năm tự nhiên nha. Cưng tự nhiên nha Phước. Vậy là bữa nay là mình phải nhậu tới bến sau những ngày mà lao động làm chòi hả? Mấy bữa đó con nhớ là cũng tới bến mà chú Hai. Bữa nào cũng tới rồi. Nhiều là thấy tới bến rồi đó hả? Làm mới ăn cơm sáng là chuẩn bị một chiều rồi. Cái nó nhiều hơi nè, cái nó sôi chén thì giờ cầm cái này cầm ăn mới đã. Ớt cũng dài nữa. Ơi. Ngon. Ướp vừa ăn luôn. Đại nói mình ướp hơi mau chứ phải để lòng chúng nó ngon. Nó thấm đi. Đại đi hôm tôi với ông Xui tôi đi chợ của Cò Bắc rồi. Gà lúa của chú Sáu là cắt hết chưa chú Sáu? Cắt hết rồi, cắt hổm rồi. Dạ, trúng không? Ăn công 40 mấy dạ. Dạ. 40 mấy dạ là trúng hay thất không? Trúng á. Trúng rồi. Con bự nhỏ vậy là trúng đó chứ. Còn 300 kg là trúng nữa rồi. Trúng đông sưng làm đuối vậy là hay đó. Trúng đông sưng nhưng mà cũng nhờ tiết trời nha. Nhờ tiết trời cũng tiết cái bún trúng lắm. Thời tiết nó thịnh. Giống như là bây giờ cái vụ đông sưng hả? Đúng rồi. Cái này cũng như đông sưng đó. Mấy ông với này mấy ông trồng mít trúng không? Trúng chứ cũng là tiết trời đông sưng mà. Giá luôn. Bữa nay là con để ý nha, hai ông thợ chính ngồi kế bên nè. Sao hên vậy? Bắt đập rồi. Hai thợ nướng ngồi kế bên. Còn này chiên không kể chứ hả? Chú Hai nói là chú Năm cứ nhậu thoải mái đi, cái chổng tre chảnh là nhường cho chú Năm đó. Không ngủ được. Sắp xếp chẳng có rành nữa đó. Không nằm được. Đi nữa Năm. Nó nhịp nhịp ngon lắm. Đấy, nãy nó đứng nó nhịp nhịp rồi nè. Nó đang rồi ý niệm rồi đó. Ít già không chú Hai? Dạ. Ếch mùa này là nó ôm trứng nhiều nè ha. Ừ. Cái mùa mưa là nó đẻ. Đầu mùa mưa là đẻ. Khi còn có cây mưa lớn rồi nó kêu là đẻ đó. Đẻ đó. Ông chú Năm nói gì? Ếch tháng 3 hả? Tháng 3, ếch tháng 3 gà tháng 7. Thấy gà lúc nào mập mà nghe là ngâm là bán nó giống hết. Không có những nào để tả. Anh thấy từ từ con ếch tháng 3 mà nó chung với An á là nó không thì ếch tháng này thì ếch mập công nhận, còn gà lúc nào mập mà đâu nó gà tháng 7 tháng 8 gì. Gà về chân lúa đây hả? Tại anh xui là anh học theo nhà nho. Xuống câu thôi. Rồi xưa thì gà người ta chờ tháng 7 nước lên đồ con lại kia lên nó ăn nó mập. Còn bây giờ nước đổ lên nó đâu đê điều đâu bao trơn rồi đâu giờ bởi vậy lúc nào cũng gà mập. Giống như là mấy con trùng mà ở dưới đất nó bò lên ha. Nó nói là nước nó lên mà. Dạ. Trùng nó lên thì gà nó phải mập rồi. Còn ếch thì đúng bài nó nha. Cái mùa tháng này là nó mập rồi đúng bài. Ếch từ ếch lọt qua tháng Giêng rồi tới tháng 3 này là ếch mập ở đây. Sắp sửa nó chuẩn bị đẻ mà. Sao mà dứt cây mưa thật lớn ha, ngập ruộng ở trên hang đậu kêu rồi lo rồi để lên trời luôn á. Lo mà đi bắt hả? Lo đi bắt. Bây giờ con cá mình đùa lên như thế này, nếu nó kia mình xuống đại như cá là mình thấy khó là phải đùa lên đây. À, cá đem trở lại con. Cứng quá hả chú hả? Không, để đùa lên. Trai thời Trung Hiếu rồi cánh với cái đầu nè, đó, tôi đưa cái đầu nhâm nhâm. Trai thời Trung Hiếu đầu giò. Cái này cái đầu ha. Bây giờ nó còn giòn á, mình ăn nó ngon. Cái ly giật cho nó. Êm chưa chú Năm ơi? Con thấy là cá tai tượng này tuy là nó ngon thiệt nhưng mà không ngon bằng con cá tai tượng đang ở dưới đâu. Đúng rồi. Có con đó. Phải cậu Út nuôi thêm con mái nữa cho nó đẻ nha. Có con trống bắt bằng thịt đi để nó theo ta đó. Bữa nào rảnh chú Hai chú Tư Hai bắt mái đi. Còn cá đó có nước là chưng hoặc là hấp á. Chiên dễ gì mạng nổi. Mình có đó lâu năm rồi. Hấp chú cây. Hấp chú cây. Hấp chú cây. Dạ chiếc ta. Cá chiên đồ bắt luôn à. Cá chiên gọn gọn vậy là ngon nè. Bây giờ nhậu hết mọi đây rồi làm luôn. Mà ngộ ha, con cá tai tượng nó lại lâu lớn nữa. Ừ, đó là lâu lớn. Cái thịt nó vậy nó lâu lớn vậy con ăn cái thịt nó mới ngon. Dạ, dạ khác rồi. Còn cá màu lớn bác ăn thịt đâu có ngon đâu. Những cá dù đếm anh thấy không? Không có lâu lớn thiệt nhưng mà ăn nó ngon. Đợt bắt cá của anh Chính gì đâu chiên có dai không ngậu ơi. Cá là lâu đời hay gì đó. Thấy êm hơn Hoàng. Anh thấy món nào là ngon nhất? Không, bữa nay món nào thấy cũng ngon chứ. Nghe ngồi em gu, khúc dưới em gu, không nói tiếng con thấy nãy giờ là anh Hoàng với anh Đen ngồi em gu. Dưới đó làm như hỏi mới nói, còn không hỏi làm như không nghe nói luôn. Tập trung. Nói không thấy nãy giờ muốn hết dĩa được ha. Lưng luôn. Rồi cái đống trà bữa hổm chú Sáu chất là mấy ngày mới xong? Đầu bữa tước sóc bữa mấy ngày bữa 5 lấy ngày qua bữa 6 mới chết. Dạ. Đống tre ngày. Hai bữa đống tre ngày hai ngày á. Đống tre 2 ngày, ngày tước rồi ngày sau đốn mà chuyển gì nữa. Dạ. Chú Sáu chắc chứ sông bự hay là sông lớn hả? Cái này chắc sông lớn, tới cửa nằm chắc sông lớn luôn. Mới chắc có mấy ngày mà thấy cái chạch lấu ục nhúc rồi. Ủa chạch lấu ục gì chú ơi? Cái chạch lấu ục trời. Sao đâu kiếm. Lên giờ nó lái đuôi lên bông. Đông trà đó chắc chuyến này là cá ngon không á. Cá ngon nha mà thấy. Mới chắc mà cái nó vô nó ục cá này kia ục nhiều. Cỡ nước nào là mình dỡ được chú Sáu? Hổm chắc mùng 5 theo tới 25 dỡ được. Mình đừng có nói mình dỡ. Ví dụ như ngày mai mình dở mà đừng có nói nghe đi. Như đóng trà trước không nghe. Trời đem chắc mắm đâu ủ nhữ dữ lắm nghe. Vậy là cái đống này mình có cần nhử mồi không chú hả? Không có lắm này, con khỏi nhớ mồi cũng có cá, tại con biết sao mà tại ngay miếng cặp nữa là cái cặp bụng phải là này đó, phải lúa nè, bụng nó là ở ngoài động như dưới về nguyên lục bình đó. Là anh gãi với cá chì Vinh, cá chốt cái này kia nó với cá gô đồng á, cá gô đồng nó mê bạc cái lúa rồi lắm. Nói chung là mấy cái đó là cá gì nó cũng mê. Hơi mắm. Ừ, nhử chừng 5 bữa thôi. Nhiều khi mình gan cám mình nắng dưới đất mình đục xuống. Không, chẳng bị dở tôi vô mua 3-4 cái đuôi bò hay là treo vô đó đó. Dở ban này tôi treo. Cái đó là dở lên cá. Cái đông trà gì mà cái mé ngoài là bữa hổm tôi chắc khang là tôi lặn ở dưới tôi giới vậy mà chưa khỏi mặt nước. Cá cũng có đồng bò. Sâu vậy đó. Đó thì chắc ngoài sâu mà ngoài sâu. Sâu lắm. Cái lúa mà mình giữ là mình có cần ngâm gì không chứ sao? Ngâm giống như là lúa đặc xà di vậy đó. Ngâm cho nó lên mùi, cũng như nó có mùi ủ, như mình ngâm mình ủ cho nó có mùi luôn. Nó hơi thúi thúi nó. Rồi mình trộn với cái có mũ mình đó. Lấy cái xác mũ á, trộn chung vô mình lấy cái lưới hay gì đó, vô ổng trộn lại trộn teo với vô nó có mùi nó không ăn được, nó không có trâu. Mà nó không biết làm gì không? Cưa dài lắm kia. Ngồi kêu cái mút ra chỉ cưa dài trục lắm vậy đó. Là mình dồn màu vô. Không, để dưới đừng cho cá chặt lấu đồ vô. Vô không? Vô chứ không bằng được chè trong nước mà ông ngủ cũng còn ông ngủ ông 49 ha. Là ở ấm mà tại mấy cá đó là chuyên gia nó ở kẹt nó hóc vậy. Dạ. Cọc ngủ trời. Công nhận dao ai giòn. Không bằng cái dưới này đâu. Cái dưới này mất làm kiển rồi. Cá hổm đụng hoàng cứ chết rồi. Đúng rồi, nó sáng ngay ngực con hoàng luôn á. Hoàng nó thù cá tài tượng với hầm này dữ lắm nè. Con cá tài tượng này ha, có một lần nào nhậu đông gì ha là em xin cá đó đó. Gì vậy? Mốt cái đầu nó như vậy, nó đâm vô. Là ăn cái đầu nó. Ủa chân cá đó giờ mình không? Mình hấp nấm. Hấp mất thở luôn. Đúng cây. Đúng búp búp á nghe. Mấy con cá bự. Không mấy giờ lần sau mình vô mình triển khai luôn đi. Cá tài tượng hấp nấm gom á. Buồn phiền hoài kỳ quá. Đó mình hấp cách thể á. Để dĩa lên đốt. Rồi thế nữa để cho cậu hấp. Cái đó chân tương á, cái đó chân tương ngon lắm. Chân tương nó mới mềm. Thì sáng mấy con nó hấp rồi qua bên đìa của anh Tư bắt con mình chân tương. Con nó 2-3 ông rồi làm 2-3 món hoài chết luôn. Nó con rồi. Đồng cái nói chứ cũng cảm ơn anh Tư làm cái chòi, cũng cảm ơn anh Tư cho buồm dòng ha. Đúng buồm dòng về chữ lầm thầm cho nó vô để chỉ màu nên cái hết chữ được không? Hết liền. Cắt chòi hết buồm dòng rồi. Không ví dụ mà làm đồ uống trên dòng vậy là ngon rồi, thiên thu rồi. Đúng rồi. Tầm dông thì mọt nó ít ăn. Tầm dông già ha. Nó không ăn luôn chứ ít ăn. Không ăn luôn. Tầm dông là mọt không ăn luôn. Giống như nó kỵ nó không ăn luôn hả? Dưới đuôi này là tầm dông này nó là 2 xác lá. 2 xác lá chưa hư nữa. Đúng rồi. Chưa hư đâu đó. 2 xác lá. Giờ là tính ra khoảng chừng 9-10 năm. Đúng rồi đó. 2 xác lá là 10 năm chắc cũ. Dạ. Lọc kiểu này nha. 10 năm thì con sợ mấy cái cây này nó mục thôi chứ tầm dông thì nó không mục. Không mục rồi. Cây này nằm trong đây dễ mục. Dạ. Đừng có nước nắng mưa. Không dễ mục nó. Như là một phần là mình đã quét dầu điều lên rồi mình sơn bóng lên nữa, cũng đỡ ha. Nó nước cái đậu nó áo cái mưa có ướt vô nó cũng tụt xuống đâu rút vô được. Chú Năm. Còn cái tre sim nó cũng không ngọt ăn đúng không? Phải rồi, cái tre sim là cây siêu cây te bông á, cây đắng á. Có bông á. Nó có bông thì người te bông thì người kia te đắng. Cây đó nó chuông đúng không? Ừ, chuông dễ đốt lắm. Rồi đó hồi xưa là làm đòn tay te đó là nó diễn diễn luôn á. Te đó cũng như tầm dăm thôi. Mà cái đòn tay đó như bột kẽm chứ không đóng đinh được. Tại nó bọng đóng đinh nó dễ nhổ lắm. Ở tính ra mấy đó thay bền dữ lắm đó thằng đó đó. Tính ra mấy ông nói tầm dông này là 2 xác lá là 10 năm. Mà nó không mục. Chắc anh thua tôi một trước. Tướng gì lúc đây nghe. Vậy thôi thua anh một trước, thua ra mình vô thua. Hết bia. Lên bia con. Chú Năm tính xác lá mà còn không để mình 2 xác lá thôi. Hồi nãy nói 4 năm mà còn tôi chứ 5 năm là không có tôi. Giờ nói tới 10 năm mà không kịp đâu mà tới 2 xác lá sao kịp. Cái vách trong đó là tre sim mới chú Sáu. Tre sim. Còn ngoài đây là tầm dông nè. Phải rồi, thấy cái da nó biết tre sim rồi. Nó mỏng hơn tầm dông. Xe đó thì chứ nó xài bền dữ lắm đó, nó chắc lắm đó. Mà theo như mấy ông khách quan, mấy ông thấy mấy ông thợ nhà mấy cô làm được không đẹp. Anh nào khen trong... được thì khen chứ đừng thấy ngồi người khen. Bởi là sớm rồi, sớm xuống nói trời anh Chính đến làm anh vô ngàm rồi khích gịch luôn trời. Mình Chính không cái gì à. Thấy ăn mình không biết trời. Ai biết nhiều khi mực bỏng đưa ông Chính không ra rồi ông làm rồi mình đâu biết đâu. Mực là không có bằng mực ông Tư với ông Phước. Cắt mực không cắt chị Hang Phước cắt chị rồi chặt Phước. Có ai gọt nói đó hả? Cái Phước nói đó. Thằng Phước là mực tôi cắt. Ở ngay vô Phước, ngay rồi chú ơi, ngay rồi. Có không? Đưa vô cái mắt tôi mắt kinh khúc kè vậy theo. Tự nhiên khợ hồ mà đem qua khợ mộc. Khợ hồ người ta tưởng có lỡ tắp vô. Không cắt. Nó đòi là hồ cậu vậy đó, lụm rồi đó. Tôi hù mấy cười tôi giả một cái. Ủa sao cây này cục kỳ vậy? Rồi đo lại mất hình cục. Cắt ngay cái này chưa? Cái này mà không cắt. Rồi hôm nay cũng như ăn mừng nghe trời thì anh Tư anh hát tặng cho bà con cô bác một bài Thành Phố Buồn để cho Trần rửa tay cái ha. Không phải cầm lên này luôn. Con đi vô ngộ vậy. Mới mua à. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì các anh em cũng tập hợp về đây để nói chung là cũng mình ăn mừng được cái chồi. Chồi làm được hoàn thành thì là cũng quá ngon rồi. Anh em cũng làm được vài món rồi. Gai. Rồi sau đó mình cũng ra một hai câu giọng cổ để mình tưởng nhớ lại những cái nỗi cực khổ mình đã qua rồi, giờ mình sẽ thưởng thức. Thì tôi xin ra ca hai câu giọng cổ mang tên Thành Phố. Thành phố buồn mù sương chìm phức, đường quanh có thông và sơ xác lá gió lạnh, miền xa về quyện tóc em sâu. Hay quá. Dạ, lớn tổ ca hay dữ ta. Tay trong tay nhìn nắng rụng lưng đồi, gió chiều tối đùa tung làng tóc rối, có nghe lạnh nhiều không hỡi người yêu. Từng giọt nắng vỡ tan trên cành lá, nghe xôn xao ngàn hoa nắng rơi rơi. Nhìn chiều lên đôi mắt của em tôi, nắng hôn nhẹ làm viền môi qua nắng chạy lên tóc gần nhau. Tiếng chuông buồn như vọng lại từ xa, em ngước nhìn ánh mắt chợt lung linh màu thương khói, tựa đầu vào vai anh em khẽ nói, sợ tình mình rồi như sương khói dần tan. Quý vị ơi, đứt dây rồi, tôi đền hơi lắm dấp nha quý vị. Đứt dây. Đứt dây đền luôn, lỡ đang ca rồi nè, đứt dây rồi. Chỉ còn có đứt dây 2. Cho nên cũng gán đền cho nó hết bản, cho nên nghe không được êm hung. Quý vị thông cảm nha. Rồi bây giờ cho có thời gian 1 phút 30 giây để nói về đền. Để cho chú Sáu tiếp tục chương trình như vậy. Để nói về đền lại, đang chú Sáu hát nha. Thôi để vậy đền luôn đi, khỏi nói. công tôi cực lắm, mưa nắng dài dầu chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp thò. Gặp tôi gối đầu mỗi đêm, ghe chiếu Cà Mau đã cắm rào trên bờ Kinh Ngã Bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra cha? Cửa giường nhà cô đã qua kính từ hôm nào, tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy. Chiếc thao nhớm bùng lọc tóc giọt mồ hôi, nhà của cô sau trước dăm cắm bóng vai dạo lên tiếng nguyệt cầm. Như chéo vào lòng tôi một nỗi buồn vây thăm, cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. Coi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng ngọn lát sợi dây. Khi tôi đến nơi thì cô đã bỏ nhà sang thứ khác. Tôi đứng trước cổng giường xưa với